Rồi mọi người ơi, buồn quá. Mới lúc Facebook thấy một tin mà không biết có thiệt không nữa trời. Bây giờ không biết làm sao nữa, giờ lên hỏi Nắng nữa thôi, không biết làm sao nữa. Nắng, Nắng ơi, mọi người hỏi này cái anh Nắng. Em mới lúc Facebook em thấy một tin mà không biết làm sao Nắng ơi. Tin gì? Em mới thấy là lúc Facebook là người ta đăng là nghệ sĩ ưu tú Thanh Dung Huệ là mắc hay sao đó. Không biết có thiệt hay không nữa, anh có coi giờ có coi không? Dở hoài nha. Tại vì sáng giờ anh em mình đi hát ở dưới ở Tiền Giang không có hay. Em không có bấm, nãy mới về tới nhà em mới bấm coi đó. Thấy mà giờ không biết sao, không biết có thiệt không nữa. Thôi nha, quen bậy bạ công an bắt chết à. Có rồi em không biết, nhưng mà nãy em lướt Facebook em thấy mấy người đăng rồi đó. Sao nãy giờ không thấy ta? Anh mở coi coi. Trời ơi, giờ anh coi giật mình luôn á. Ba cái báo lá cải đồn Hoài Linh rồi Minh Dương rồi Thanh Tuấn rồi Hoài có gì đâu. Nhưng mà em thấy nó giờ nhiều người đăng lắm đó, mà nó giảm nổi giờ gà luôn á Nắng. Để coi coi. Nắng coi coi có thiệt không. Trời, sao anh Nắng? Thiệt em ơi. Thiệt luôn á anh. Nè anh. Nghệ sĩ Hải Long đăng nè. Trời ơi, lại thêm người chị nghệ sĩ ưu tú Thanh Kim Huệ ra đi rồi. Nam Mô A Di Đà Phật, buồn thiệt chứ, ra đi thế này hoài. Yên nghỉ chị nhé. Không lẽ thiệt trời. Anh coi mấy người nói nè, người đây, tôi có không nè, Thanh quẹo lựa nè. Lựa luôn á anh. Không biết nói gì luôn, nghệ sĩ ưu tú Thanh Kim Huệ. Nó kỳ ta. Thiệt hả trời, rồi có bệnh, có bệnh gì trời, sao mình không hay ta. Thiệt luôn á vậy anh Đắng ơi. Trời ơi, lại thêm người chị nghệ sĩ ưu tú Thanh Kim Huệ ra đi. Nam Mô A Di Đà Phật. Rồi chị Huệ chị bị bệnh mấy năm nay, nghe nói chị mổ tim mổ gì đây nè. Rồi Nhã Thi đăng nữa nè, Phương Thúy đăng nè. Bàng hoàng đau xót quá cô ơi, về cõi Phật nhé cô. Rồi buồn quá thiệt luôn rồi Đắng ơi. Quá trời đăng luôn. Nãy em nghe em nổi cho gà luôn á Đắng. Như Quỳnh đăng nè. Em nổi cho gà luôn. Em nghe ở đâu? Em thấy Facebook hả? Em mới lướt Facebook em mới thấy nè, mới lên xuống mới lên kêu anh đó. Cô ơi, con bàng hoàng không tin đây là sự thật. Đau lòng quá cô ơi, kỳ trời. Hồi nãy em ở dưới em mới lướt Facebook em thấy em lên em hỏi em liền luôn đó. Kỳ ta, tác giả Lâm Viên đăng nữa nè. Vừa rồi. Nghe tin nghệ sĩ ưu tú Thanh Kim Huệ qua đời, vô cùng thương tiếc và xin gửi lời chia buồn sâu sắc cùng gia quyến và khán giả. Buồn quá thiệt rồi anh Đặng ơi. Trời kỳ ta. Hồi sáng giờ anh em mình không hay luôn á trời. Hồi sáng giờ là anh em mình là 3 giờ sáng là đi Tiền Giang. Dạ. Dự cái đám cưới của thằng Tiến. Dạ. Em của tác giả Ngô Bình Trị. Rồi lên xe mấy anh em mình buồn ngủ quá trời ngủ không à. Dạ. Đâu có hay ho gì đâu. Lên xe mạng cũng không có nữa, không lướt đâu có lướt Facebook được. Vì quê chỗ nó khu nó sống yếu anh Đặng ơi. Nãy giờ là đây coi. Nãy giờ là hình như là nãy giờ mới đăng đây là mấy anh em nghệ sĩ đang có 15 phút rồi. 15 20 phút rồi. Khoan, để bây giờ để anh điện hỏi thăm một người nữa còn sao nha. Để bây giờ anh điện đi cho chắc anh Đặng ơi. Chim thấy giờ người đăng là thấy anh điện một cái nữa coi là đúng sự thật không, chứ nhiều khi báo lá cải đăng tầm bậy bạ tội nghiệp. Dạ. Biết sao không? Sao anh? Tại vì á nói chung là cô Thanh Kim Huệ á là cổ sống rất là hòa đồng dễ thương. Tại vì cô Huệ hay điện cho anh. Dạ. Là nói là Đặng ơi giờ cô muốn làm kênh YouTube. Dạ. Là phải làm như thế nào? Rồi đóng băng quyền sao con, rồi về phòng thu ở đâu, rồi ai quản lý. Thì lâu lâu cô cháu cũng nói chuyện. Em biết cái trích đoạn mà gì đó? Trích đoạn gì anh? Trích đoạn mà qua học trò không? Em cũng có anh nghe. Anh hát ở đây mười mấy năm đó. Dạ. Là của cổ sáng tác đó. Vì sao? Cái bài đó hát sao anh còn nhớ không? Anh hát cái khúc được không anh? Đăng Phượng ơi em có biết không, từ lúc gặp tôi Đăng. Buồn quá hát cái nổi luôn. Ơi, trời ơi, sao năm nay nghệ sĩ chết dữ vậy trời. Anh em giật mình luôn Đăng. Để tới giờ mà nổi giờ gà nữa nè. Cái bạn già của anh là Thanh Bẹo Lựa coi sao nha. Mở dạ. Mở đó cho mình nè. Điện nổi anh Thanh nữa anh Đăng. Anh nó nghe nè. Hỏi thăm chuyện coi. Ủa nghệ sĩ ưu tú Thanh Kim Huệ mất thiệt hả? Chắc chắn không? Chắc chắn không nghe. Chắc không anh?
Ý trời. Ừ. Bệnh lâu mà. Thì nghe nói cổ bị bệnh này, cổ mổ tim mổ gì đó. Tôi mới lướt Facebook tôi thấy ông Đăng nè. Trời trời kỳ ta. Bà ở số mấy quên rồi? Hình như 3 tháng. Nghe nói bên 3 tháng 2 tính qua bển chụp hình Tết nè. À, Thái Kim Long gì đó hả? Ok, cảm ơn bạn Hiền nhiều nha. Rồi. Thiệt luôn anh Đăng ơi. Một nghệ sĩ mà giàu lòng người xưa giờ anh Đăng. Em biết từ thở nhỏ luôn, lúc nhỏ là em nghe tới giờ luôn. Em rất là thích giọng hát của cô lắm anh Đăng. Cô với chú Thanh Tấn này là một cặp là hát là không thể nào mà sánh được. Hồi nhỏ đó, lúc hồi nhỏ là anh có nghe tuồng cải lương là Chuyện Tình Lan Dài Điệp. Dạ. Đó, là cô Thanh Trâm Huệ Chí Tâm. Dạ. Rồi cái đó là tuồng Người Tình Trên Chiến Trận. Dạ. Chứ bài Qua Tiếp Bằng Lăng phải không anh? Cô Mỹ Châu, rồi cô Mỹ Châu, Thanh Kim Huệ. Còn Qua Tiếp Bằng Lăng là ca cổ. Rất nhiều tuồng lắm, rất nhiều tuồng Lan Huệ Sầu Ai gì nè. Nhiều tuồng lắm em ơi. Rồi Trúng Độc Đắc, rồi tuồng rất là nhiều tuồng luôn. Qua Học Trò của cổ nè. Vậy là cổ mất thiệt rồi. Chắc hồi nãy anh sang anh điện là chứ hỏi thăm anh coi là phải cô Huệ mất thiệt hay không. Của mà anh Đăng có hát được cái cô Huệ bài nào anh Đăng? Hát hả? Dạ. Cô Huệ thì anh chỉ có làm việc chung thôi. Anh kêu show cô Huệ cũng mấy lần. Rồi điện thoại gặp hát chung show cũng nhiều. Tính mời cô Huệ hát một bài để làm kỷ niệm. Mà bữa nay nghe nói cô mất thì buồn quá anh Đăng ơi. Nãy giờ em nằm ở dưới mà em buồn lắm luôn. Thấy em buồn lắm luôn nên chạy lên hỏi anh liền nữa coi có thật sự là vậy không. Em không có dám chắc được. Hồi đó giờ em có gặp cô Huệ lần nào chưa? Cô Huệ hả? Ừ. Hình như là em chưa gặp cô Huệ lần nào luôn. Không gặp ngoài luôn? Dạ chưa luôn. Trời ơi. Chưa gặp được là ngoài lần nào luôn. Anh thì hát chung cô Huệ nhiều. Chung chương trình thôi. Chứ không có hát chung bài. Nhưng mà anh Đăng thì rất là thích những cái tuần cải lương của cô Huệ đóng. Không lẽ em giờ điện ai nữa ta? chắc như là tin thật sự rồi. Bây giờ nãy giờ anh thấy lướt trên mạng toàn là tin nhắn của chia buồn cô Huệ không nên. Ủa Đăng mà cô Huệ này, Đăng biết cô Huệ ở đâu không Đăng? Nghe nói cổ có mở tiệm chụp hình ở đường 3 tháng 2 em. Mà anh có tính qua bển chụp hình Tết nè. Vậy là cô Huệ chắc là xưa giờ chắc là ở đây luôn hay là gì? Quê cô Huệ ở đâu anh Đăng biết không anh Đăng? Nắng. Tại cô Huệ nổi tiếng lúc còn 4 tuổi, 20 tuổi thì giờ quẩy tuổi giờ anh đâu biết quẩy đâu, nhưng mà nghe nó ở Sài Gòn á. Dạ. Là ở tại vì anh cũng quên rồi. Tại vì em cũng ái mộ cô lắm nhưng mà em không biết cô quẩy ở đâu, thích lắm. Kỳ ta. Buồn quá trời ta, năm nay nhiều nghệ sĩ chết thiệt luôn á. Tại vì anh có chụp hình cũng nhiều lắm mà để nó lục hình lại coi, rất nhiều chương trình. Hình như em thấy anh ở dưới cái nhà có chụp nhiều hình lắm á. Đúng rồi, có tấm hình chụp chưa? Chung với hình như là em thấy cô Huệ hết tóc ngang luôn á, tóc bê sao á, kiểu đó đó. Buồn quá anh Đăng ơi, lên Facebook không muốn nhìn luôn anh Đăng. Facebook tàn, lên Facebook tàn là thấy giờ là một nghệ sĩ ưu tú Thanh Trâm Huệ, cây đa cây đề của ngành sân khấu cải lương, lại bỏ anh em chuông vàng đi nữa rồi. Quá trời buồn rồi. Em nghe mà nó giờ cho gà em nổi hoài luôn Đăng, buồn quá Đăng. Không thể nào tin được luôn á trời. Thấy cô cũng còn khỏe mạnh quá mà anh. Chí Tài, Dân Văn Long, Ngô Quốc Linh. Gần đây thì chấn động cả nước thì ca sĩ Phi Nhung. Ờ đúng rồi, Phi Nhung nữa. Bây giờ thì lại tới cô nghệ sĩ ưu tú Thanh Trâm Huệ. Quá trời luôn anh ơi, ai cũng muốn tăng lên hết trơn á. Chúc không biết còn là tin cô Huệ không. Thôi được rồi, để có gì anh sẽ cố gắng hỏi địa chỉ rồi nếu có thời gian thì anh em mình sẽ qua bên đó mình thắp cây nhang. Dạ. Để mình cầu nguyện cho cô Huệ được sớm về khỏi Phật. Bởi vì sáng nay thì cháu anh vừa mất, cháu dạ. Của anh rồi
bị bệnh nền rồi bệnh Covid đó mà mới có 20-21 tuổi à. Quá trời, năm nay nhiều người chết quá. Vậy là mai anh về là đặng anh thăm gia đình rồi sẵn đi đám ma luôn, anh đốt nhang luôn. Cháu ruột của anh mà, dạ. Bùi Văn Toàn. Đó. Thì bây giờ sáng giờ lo buồn chuyện đó không mà cái anh em mình đi hát. Hát đám cưới xong cái lên xe ngủ không à. Đó bây giờ quá trời, giờ lên mới thấy là nhờ em báo anh á, anh mới biết á. Dạ. Anh cũng không hay luôn á, tính ngủ mệt quá, buồn ngủ chết. 3 giờ thức rồi. Em cũng tính ngủ đó, em lướt Facebook thử em thấy em giật mình luôn, lên em mới hỏi anh đó. Vĩnh biệt nghệ sĩ ưu tú Thanh Kim Huệ, hàng triệu khán giả mộ điệu, mộ điệu giọng ca vàng của cô đào tài danh. Trời, toàn là tiếng cô Huệ không. Thôi được rồi, bây giờ để anh sắp xếp rồi có gì tối nay hay là mai mốt gì để coi hỏi kỹ rồi coi là ở đâu rồi anh em mình sẽ đi đốt nhang sau nha. Dạ. Rồi, ok, cảm ơn em nghe đạo diễn công an chịu. Dạ ok. Cảm ơn em. Em cũng gọi là chia buồn với cô luôn anh ơi. Ừ. Buồn quá trời buồn.